Xin chào các bạn đến với kênh Hỷ Hộ My Life nha. Hôm nay mình đến khu trung tâm thương mại Sài Gòn Centre để tham quan lễ hội bánh trung thu nha các bạn. Bây giờ mời các bạn cùng mình theo dõi lễ hội hấp dẫn này nhé. Cho mình xin một like, một subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Kênh để ủng hộ mình nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ.
theo dõi video mình. Các bạn cho mình xin một like, một subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở video sau ạ.